Sở Y tế thông báo các nội dung liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Sóc Trăng đến 15 giờ ngày 14 tháng 8 cụ thể như sau. Số ca mắc mới trong ngày là 64 ca, bao gồm huyện Mỹ Xuyên 51 ca, thị xã Vĩnh Châu 6 ca, huyện Châu Thành 3 ca, huyện Kế Sách 2 ca, huyện Trần Đề 1 ca, huyện Cù Lao Dung 1 ca. Trong đó, 2 ca phát hiện qua sàng lọc trong cộng đồng, 3 ca về từ vùng dịch, 14 ca là F1 đã được quản lý từ trước, 45 ca tại khu vực phong tỏa đã được quản lý từ trước. Số ca mắc trong cộng đồng đến thời điểm hiện tại là 565 trường hợp, trong đó thị xã Vĩnh Châu 190, huyện Mỹ Xuyên 115, thị xã Ngã Năm 51, huyện Thạnh Trị 46, huyện Mỹ Tú 37, huyện Long Phú 37, huyện Trần Đề 24, huyện Châu Thành 24, huyện Cù Lao Dung 22, huyện Kế Sách 14, thành phố Sóc Trăng 5. Số ca bệnh đủ tiêu chuẩn xuất viện trong ngày là 24 ca số ca bệnh đủ tiêu chuẩn xuất viện cộng dồn đến thời điểm hiện tại là 130. Số ca tử vong trong ngày là 1 ca. Đến nay, Sóc Trăng đã có 8 ca tử vong do COVID-19. Số bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế là 427. Về tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19, đợt 1 và đợt 2 38.000 mũi, đợt 3 tổng số mũi tiêm đã hoàn thành là 72.700 mũi, trong đó mũi 1 là 57.398, mũi 2 là 15.302.